Những thói quen ăn uống này đang phá hủy xương của bạn mỗi ngày, cần thay đổi ngay. Thói quen ăn uống không hợp lý đang phá hủy xương của bạn mỗi ngày, cần tránh ngay kẻo hối hận không kịp. Đầu tiên là ăn nhiều muối hoặc là ăn mặn. Một sai lầm phổ biến mà tất cả chúng ta đều mắc phải là tiêu thụ nhiều muối. Muối đẩy canxi khỏi cơ thể qua nước tiểu, vì vậy càng nhiều muối trong chế độ ăn uống, nhiều lượng canxi càng bị mất. Do đó, để bảo vệ sức khỏe xương, cần ăn ít muối. Thứ hai là uống nhiều nước có ga và đường. Uống nước có ga và đường thường xuyên có thể gây hại cho xương do phốt pho trong loại nước uống này ngăn sự hấp thu magie vốn cần thiết để xây dựng xương chắc khỏe. Ngoài ra, nó cũng cản trở việc hấp thụ canxi. Tiếp đến, không nên uống quá nhiều cà phê. Hạn chế uống cà phê với 4 ly mỗi ngày, bởi theo một nghiên cứu, uống nhiều hơn 4 ly cà phê mỗi ngày có thể cản trở sự hấp thu canxi. Tiếp đến là hút thuốc lá. Thuốc lá có thể tác động trực tiếp lên xương. Các thành phần trong khói thuốc như là dioxin ảnh hưởng đến chu kỳ tái tạo tự nhiên của xương. Nó gây cản trở hình thành xương mới khỏe mạnh, tăng nguy cơ ngã. Một yếu tố chính là gãy xương. Tiếp đến là bạn tập thể dục quá ít hoặc quá sức. Bên cạnh việc bổ sung dinh dưỡng cho xương khớp, một chế độ vận động thường xuyên với cường độ phù hợp cũng giúp xương khớp thêm dẻo dai. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc thiếu hoạt động thể chất tăng nguy cơ loãng xương so với những người tập thể dục thường xuyên. Tập thể dục cũng làm tăng sức mạnh cơ bắp và sự phối hợp của cơ thể, giúp bạn tránh té ngã và tình huống khác gây ra gãy xương. Tuy nhiên, tập thể dục quá sức lại có thể gây căng thẳng cơ, dẫn đến tình trạng viêm, sưng và đau, căng cơ hoặc tổn thương các mô. Vì vậy, các chuyên gia sức khỏe khuyên bạn nên tập thể dục khoảng 30 phút mỗi ngày và nhiều nhất là 5 lần trên tuần. Tiếp đến là do ăn kiêng quá mức. Nhiều người thì sợ béo phì, thừa cân nên áp dụng một chế độ ăn kiêng quá nghiêm ngặt. Cách ăn uống mất cân bằng này là nguyên nhân gây ra thiếu chất dinh dưỡng cần thiết để nuôi cơ thể. Từ đó khiến cho xương bị ảnh hưởng, thiếu khả năng hấp thu canxi, dài ngày sẽ rất có hại cho sức khỏe của xương. Xương khớp còn được xây dựng và bồi bổ trong suốt một khoảng thời gian dài, thậm chí là cả một đời người. Nếu chúng ta không biết chú trọng vấn đề này thì hậu quả sẽ rất nặng nề. Một khi bị mắc bệnh về xương khớp sẽ rất khó chữa, chất lượng sống và tuổi thọ đều sẽ giảm. Một vấn đề tiếp theo là uống rượu quá mức. Trong bất kỳ tình huống nào, nếu uống rượu và đồ uống có cồn nói chung ở mức cao sẽ làm giảm hấp thu canxi, khiến cơ thể không đủ cơ hội dung nạp canxi để nuôi dưỡng xương hàng ngày. Nếu có thể, hãy ngừng uống rượu hoặc uống ở mức tối thiểu. Tiếp đến là chế độ ăn nhiều đường, thịt đỏ. Giảm khẩu phần ăn chứa nhiều đường, chất béo, thịt đỏ và ngũ cốc tinh chế như bột mì trắng và bánh mì. Tăng cường bữa ăn giàu protein và carbohydrate. Dự trữ trong bếp những loại thực phẩm cải thiện sức khỏe xương như là cá, ngũ cốc nguyên hạt, hoa quả tươi và rau xanh. Một vấn đề tiếp theo là có nhiều người họ chỉ ăn ngũ cốc. Các loại ngũ cốc như là bột mì và yến mạch có chứa một hàm lượng cao của axit phytic. Axit phytic có thể được tích hợp với canxi trong ruột. Các sợi không hòa tan có trong hạt ngũ cốc thậm chí có thể làm nhiễu loạn sự hấp thu các nguyên tố vi lượng trong cơ thể. Vì vậy, người ta không thể chỉ ăn ngũ cốc không. Và vấn đề cuối cùng là ăn quá nhiều rau chân vịt, quả đậu. Các loại đậu như là Hà Lan, Navi có nhiều chất tốt cho xương khớp như là magie, chất xơ. Tuy nhiên, ăn quá nhiều sẽ gây phản tác dụng vì nó cũng chứa hàm lượng lớn phytates, gây cản trở quá trình hấp thụ canxi. Do vậy, các bạn cũng không nên ăn quá nhiều đậu. Bên cạnh đó, bạn nên ngâm đậu vào nước 1 đến 2 tiếng để giảm nồng độ phytates. Bên cạnh đó, rau chân vịt tuy được đánh giá có hàm lượng canxi cao nhưng lại chứa một hợp chất oxalate. Khi kết hợp với canxi sẽ gây cản trở cơ thể hấp thụ canxi. Do vậy, bạn nên hạn chế ăn loại rau này cùng với những thực phẩm bổ sung canxi khác. Người bị đau khớp hay những người bình thường thì cũng cần chú ý đến sức khỏe của mình hơn và nhất là vấn đề xương khớp. Bạn nên thực hiện một số điều sau đây hàng ngày. Đầu tiên là thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức đề kháng. Chọn các môn vừa sức như là bơi lội, cầu lông, gym, đi bộ, yoga. Bổ sung canxi, chất xơ, các vitamin khoáng chất vào bữa ăn hàng ngày. Uống nhiều nước, ngủ đủ giấc, chế độ làm việc, lao động một cách phù hợp. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.